Hello, xin chào bạn. Chào bạn đến clip tiếp theo của mình nha. Thì khá lâu rồi mình cũng chưa ra clip. Với clip hôm nay thì mình sẽ review cho anh em xem mẫu pha 2 tầng. Anh em quan sát đây. Cái pha 2 tầng này mình lên ở cái chiếc xe này vào cái phiên bản, có nghĩa là phiên bản hôm bữa mình ra phiên bản mới thì mình ra ở cái pha đèn chính. Nhưng ở cái phiên bản này thì mình sẽ kết hợp cho anh em đó là bộ pha 2 tầng mắt lẻ anh em. Thì mắt lẻ có nghĩa như thế nào thì anh em quan sát ở đây. Ở hai cái xi nhan là bình thường là có xi nhan anh em, xi nhan và đờ mi đây, thì mình đã cho nó là kết hợp một màu xanh dương luôn, bên này màu đỏ, có nghĩa là mình thay cho nó màu đỏ luôn. Cái mắt lẻ thì như thế nào, có nghĩa là bây giờ mình bật lên là cái chế độ của nó sáng luôn, cả đờ mi cả xi nhan nó sáng luôn. Thì nhiều anh em nói là lên như thế thì mình về đấu điện là xong chứ cần gì phải ra video này. Nhưng không, ở cái đặc biệt khác ở cái chỗ này là anh em này, mình đã lên, có nghĩa là nhiều anh em biểu là anh ơi, anh có cái phương án nào hay là có cái bộ mạch nào làm cho cái đờ mi lúc bật đèn là đờ mi nó sáng luôn không? Có nghĩa là mình bật đèn là đờ mi nó sáng, và lúc xi nhan thì đờ mi nó xi nhan nhưng mà có nghĩa là vẫn đứng bóng. Như vậy thì mình cũng đã suy nghĩ và mình đã cho ra cái video ở cái pha 2 tầng này. Và mình nói cái pha 2 tầng này mình chủ yếu là video này mình ra là cái phiên bản, có nghĩa là mạch mắt lẻ cho cái pha 2 tầng này anh em nha. Chứ còn hôm sau mình sẽ tích hợp phiên bản tích hợp đầy đủ, có nghĩa là chỉnh áp điện thoại ở cái pha giữa này và đi đờ mi mắt lẻ cho nó đầy đủ. Ở cái pha này mình đã đi cho nó bóng màu đỏ và bóng xanh dương, thì bây giờ mình sẽ test cho anh em đó ở cái pha này luôn. Có nghĩa là cái pha này bây giờ như anh em bình thường là anh em quan sát đây, anh em quan sát chỉ đây, ví dụ như bình thường anh em mở khóa lên, anh em bật đèn là mình cái đèn này mình đã chuyển sang chế độ gọi là chuyển điện bình rồi anh em nha. Thì bây giờ mình sẽ bật đèn, anh em quan sát này. Đó, mình bật đèn. Thì bình thường anh em bật đèn, nếu như anh em đi pha 2 tầng thì anh em bật đèn là sáng cốt rồi. Và cái đờ mi này là nó sẽ không đỏ và xi nhan nó sẽ không đỏ. Nhưng mình đã tích hợp vào một bộ mạch, có nghĩa là bật đèn là tích hợp đờ mi và đèn sáng luôn, anh em quan sát. Đó, sáng sẵn, anh em thấy đẹp chưa? Nhưng ở cái video mà mình nói, ví dụ như anh em mà nhiều anh em nói anh ơi, ví dụ như anh mà làm như thế này thì ai cũng làm được, thì đúng thật là như thế này thì ai cũng làm được. Nhưng ở cái đặc biệt mà mình muốn review cho anh em xem đó, có nghĩa là bây giờ anh em bật như thế này là kết hợp đá cốt và đờ mi đá đỏ. Thì bây giờ mình sẽ bật xi nhan, ví dụ như mình sẽ bật xi nhan bên phía tay này, tay trái anh em này, mình gạt xi nhan trái này. Anh em thấy chị bật xi nhan trái chưa? Cái chế độ đờ mi này mắt lẻ này nó nháy này, anh em thấy nháy chưa? Đó, đây là nháy trái. Mình sẽ quay cho anh em bên nháy phải này, anh em này. Mình sẽ bật nháy phải. Đó, anh em thấy chưa? Anh em thấy chưa? Đờ mi nó nháy phải. Bên này nó đứng anh em này. Anh em thấy chưa? Lúc mình bật bên này là bên này nó đứng, bên này nó nháy. Còn lúc mình tắt xi nhan anh em nha, mình tắt xi nhan là hiển thị đờ mi cả hai bóng. Đó, em quan sát nha. Có nghĩa là cái video này chủ yếu là mình review cho anh em xem cái mẫu mạch đờ mi và xi nhan anh em nha. Đó. Và bây giờ mình sẽ bật cốt cho anh em xem. Đó, vẫn nhìn đẹp chưa? Đây là phiên bản mắt lẻ anh em nha, tích hợp mạch. Anh em quan sát. Ở các phiên bản khác nhau thì mình phiên bản này hôm sau mình sẽ cố gắng gọi là tích hợp và sẽ ra cái video hướng dẫn cho anh em lắp cái pha này lên xe luôn. Có nghĩa là anh em xem thì anh em vẫn không hiểu và anh em sờ cái phiên bản này nhiều lúc là về cái phần lắp ráp nó khó khăn. Nhưng anh em cứ quan sát nha. Có nghĩa là bây giờ mình chủ yếu là mình tích hợp cái bộ mạch, có nghĩa là xi nhan và đờ mi chung một bóng, có nghĩa là lúc bật lên là đờ mi nó sáng luôn. Ví dụ như anh em muốn mà bật xi nhan mà đi xi nhan mà không muốn đờ mi nhưng mà xi nhan vẫn được thì mình đã tích hợp, anh em quan sát nha. Ở cái xe này cái điện nó hơi yếu anh em này, có nghĩa là điện hơi yếu nó nháy cả pha chứ còn bình thường nó đứng anh em nha. Anh em thông cảm. Thì mình sẽ đi nổ máy lên để cho cái xe này nó có điện xí. Anh em đó. Rồi. Anh em nha. Anh em quan sát. Thì cái mắt lẻ thì có nghĩa là bây giờ mình sẽ tắt xi nhan và anh em thấy nó đờ mi nó sáng là anh em nhìn từ xa đây. Anh em quan sát từ xa đó, thấy chưa? Anh em quan sát. Đây là pha 2 tầng anh em nha, phiên bản là mắt lẻ anh em nha. Hôm sau mình sẽ tích hợp, có nghĩa là chỉnh áp ở cái pha giữa luôn, có nghĩa là cái pha 2 tầng ở bên chính giữa này anh em này. Đó, mình đã cố gắng kết hợp cho nó, nhìn anh em bao đẹp luôn anh em đúng không? Hôm sau mình sẽ cố gắng là làm cho nó là cái
bên này khác, sự khác biệt khác luôn. Và mình sẽ ra cái video có nghĩa là hướng dẫn anh em lắp ráp luôn để anh em tham khảo. Ok, thì từ nãy tới giờ mình đã review cho anh em xem bộ mạch mình đã làm cho chiếc pha hai tầng mắt lẻ này anh em nha. Ví dụ như anh em có nhu cầu thì liên hệ mình. Và qua đây cái video này mình cũng chân thành cảm ơn anh em đã xem video của mình. Nếu cảm thấy video hay hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh cũng như like chia sẻ để mọi người cùng xem. Và đặc biệt ủng hộ mình cho những clip tiếp theo. Ok, chân thành cảm ơn anh em.